Bên vỉa hè cuộc đời. Tại một vỉa hè công cộng, cậu bé mù ngồi đó với chiếc mũ phía trước và một tấm bảng ghi: "Tôi bị mù, xin mọi người hãy rủ lòng thương giúp đỡ." Trong chiếc mũ của cậu bé lúc ấy chỉ có vài xu. Một người đàn ông đi ngang qua, ông đã lấy một vài đồng xu từ chiếc ví của mình và bỏ vào chiếc mũ của cậu bé. Sau đó, ông cầm tấm bảng lên, chùi hết dòng chữ và viết lại một dòng chữ khác. Ông đặt tấm bảng trở lại chỗ cũ để mọi người đi ngang qua sẽ dễ dàng nhìn thấy dòng chữ mới này. Chẳng mấy chốc, chiếc mũ của cậu bé đầy tiền. Ai đi ngang qua cũng ghé đến cho cậu vài đồng. Buổi chiều hôm đó, người đàn ông kia trở lại. Cậu bé nhận ra những bước chân của ông, liền hỏi: "Chú là người đã viết lại tấm bảng cho cháu vào sáng nay phải không? Chú viết gì thế?" Người đàn ông trả lời: "Chú chỉ viết sự thật. Chú chỉ viết lại những gì cháu đã viết, nhưng theo cách khác." "Theo bạn, người đàn ông ấy đã viết gì?" "Ông ta viết: hôm nay là một ngày thật đẹp, nhưng tôi không thể nhìn thấy được điều đó." Bạn nghĩ tấm bản đầu tiên và tấm bản thứ hai đều có nội dung giống nhau? Tất nhiên, cả hai tấm bản đều nói cho mọi người biết rằng cậu bé kia bị mù. Nhưng tấm bản đầu tiên chỉ nói cách đơn giản là cậu bé bị mù. Còn tấm bản thứ hai nói với mọi người rằng họ rất may mắn khi nhìn thấy được cuộc sống hôm nay thật đẹp. Và tấm bản thứ hai đã mang lại hiệu quả cao hơn. Bài học từ câu chuyện: hãy cảm ơn những gì bạn đang có. Hãy biết sáng tạo và đổi mới. Hãy sống hết mình, đừng bao giờ hối tiếc. Khi cuộc sống làm cho bạn có 1001 lý do để khóc, thì cuộc sống cũng sẽ mang lại cho bạn 1000 lý do để cười. Cuộc sống thật tuyệt vời nếu bạn biết cách sống như thế nào. Mỗi ngày có đẹp hay không thì đều tùy thuộc vào bạn.